Tôi thấy băn khoăn lắm. Băn khoăn cái gì? Ngọc Hoàng cầm chầu. Các táo hỏi, Ngọc Hoàng nhiều khi muốn trả lời, rồi thì ra chỉ thị, nhưng mà giọng không nói được. Chẳng nhẽ ra ngồi cầm chầu mà chỉ lắc mới gật thôi à? Buổi chầu quan trọng như thế mà lắc mới gật thì hóa ra còn lật đật à? Bây giờ làm thế nào? Mình sẽ kiếm một người thay thế Ngọc Hoàng. Ôi không được đâu. Ngọc Hoàng vốn là bậc thượng tiên, trong người có một rú như vậy thôi, nhưng mà uy lực lắm. Đấy là còn chưa kể, ông kiếm đâu ra người giống y như Ngọc Hoàng? Yên tâm, có một người giống lắm rồi. Vấn đề anh em mình sẽ chơi mình thêm nhá. Được không? Được rồi. Cho vào đi, nhanh lên. Thiên Lôi đâu? Cho hàng vào. Các anh gọi em ạ. Dạ, Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ạ. Em là Tèo. Cái gì? Lên trên này, bây giờ là phải học cách xưng hô ở trên này đi. Vâng. Hiểu chưa? Khi nào mà người ta nói như thế thì mình phải nói là bình thân, nát tao. Hả? Chào lại hộ pháp. Dạ, Ngọc Hoàng vạn tuế ạ. Bình thân, Nam Tào. Chỉ cần nói chữ bình thân thôi, không cần phải Nam Tào. Nhìn mà cứ như là Ngọc Hoàng thật thế này. Kiếm ở đâu ra đấy? Tèo, trông xe ở dưới hạ giới. Tôi thuê hai củ đấy. Giống quá cơ. Giống không? Giống, hình dáng thì giống nhưng mà khẩu khí thế nào? Yên tâm, tôi đã bảo thằng Thiên Lôi nó trên ninh cho rồi. Úi dồi, làm cái gì đấy? Anh ơi, ở trên này hoành tráng thế nhỉ? Cái này là vàng thật hay vàng giả đấy anh? Toàn vàng thật đấy, đừng có cạo, nhớ chưa? Ừ, em cạo làm gì, em xem thôi. Ông bảo là Thiên Lôi nó chuyên ninh hết rồi. Rồi, nhìn nhá. Tập trung nhá. Dạ. Tốt. Người cứ thế mà phát huy. Giống không? Giống quá, giống. Tiếp đây này. Tiếp. Tập trung nhá. Lão, ngươi làm thế mà được à? Cần phải chấn chỉnh lại ngay. Được chưa? Quá được. Chưa hết đâu. Tập trung. Này, ngươi hãy bình tĩnh, kể từ đầu đến đít câu chuyện cho ta nghe. Cái gì đấy? Sao lại đít? Thì anh vỗ vào đít chứ. Khổ quá nhỉ. Mình là Ngọc Hoàng, ngôn ngữ nó phải lựa chọn. Ừ. Ngôn ngữ nó phải sang trọng. Chứ nói cái từ bình dân thế làm sao được? Thì anh Thiên Lôi anh bảo chỉ vào đâu thì nói như thế. Cái là từ đầu đến đuôi câu chuyện. Đến đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Vâng chị. Hiểu chưa? Rồi, em hiểu rồi. Được rồi, cứ bình tĩnh này. Nhưng mà trong buổi chầu tất cả mọi thứ nó diễn ra không theo trình tự như vậy. Ừ. Cho nên là bây giờ là phải tập trung, ký hiệu nào thì phải nói câu đấy. Mà hết sức linh hoạt nhá. Đây, vâng. Này, ví dụ này, này, tập lại này. Lão, ngươi làm như thế mà được à? Cần phải chấn chỉnh lại ngay. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Này, ngươi bình tĩnh, kể lại từ đuôi đến đầu cho ta xem. Thằng Thiên Lôi nó trên ninh đúng không? Đúng là Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy. Thì anh chỉ vào đuôi. Biết là như thế nhưng không ai, người ta nói là bảo từ đuôi đến đầu câu chuyện cả. Vâng, chứ vâng, lại đến từ đuôi đến đầu. Này, vào đây làm lại đi, làm cho đàng hoàng đi. Này, chuẩn bị, Tụi em cũng làm. Có mỗi cái chuyện đầu mới đuôi rồi rách việc em không làm, em mệt lắm. Ở đây này, kia, nhiều đấy, nhiều đấy. Em về đấy, em mệt lắm. Này, về là về thế nào? Em về, khổ em mệt. Quá, đã làm cái gì đâu mà về. Nhưng mà làm thế nó phức tạp, em mệt lắm. Thôi, đây, gâm khổ quá. Mệt mệt chưa? Thì nó cũng đỡ mệt rồi. Chí thế là nhanh nhỉ. Được rồi, bây giờ thế này. Phần ngôn ngữ ấy là mình cần phải rèn luyện thêm. Ừ. Nhưng bây giờ cái tác phong là quan trọng. Ông thử đi lại xem có giống Ngọc Hoàng không. Ok, em biết Ngọc Hoàng đi như nào mà em bắt chiếc. Cứ đi rồi đi. Chỉ đây. Ôi giời ơi, ông đi không khác gì bị thần kinh tọa. Ông nẹt cái gì ở lưng đấy này? Mà em không biết là Ngọc Hoàng đi nào thì bây giờ anh nhá, anh biết rồi thì anh đi làm mẫu đi cho em xem. Nhìn dáng này, tập trung vào nhá, mắt nhìn thẳng này, tay chắp đằng sau này, bước đi này. Quan thai đấy, định đạc đấy, định đạc đấy, quan thai này đấy, thỉnh thoảng tay này. Anh đi rồi, anh làm như thế rất là giống diễn tuồng nhá. Không phải diễn tuồng mà động tác này gọi là động tác chém gió.
Chém gió? Ừ. Úi dồi, em tưởng dưới kia bọn em mới chém, trên này cũng chém à? Dưới đấy là trà chanh chém gió nói phét, còn trên này là chém gió ra chỉ thị. Vâng, vâng, em hiểu. Khác hẳn nhá. Dạ. À, nhân dịp này em phải dạy luôn. Này, trong lúc trầu ấy, nếu như các táo có hỏi han gì, thì ông không cần phải nói gì cả. Cứ gọi chúng tôi đến gần, rồi chém, mắt nhìn thẳng vào các táo, tỏ ra nguy hiểm. Không, rồi sau đó ông chốt bằng một câu, hiểu chưa? Anh yên tâm, nếu mà chém như thế này là nghề của em rồi. Bây giờ đi lại một lần nữa để chỉnh cái dáng coi như là xong. Rồi rồi, đi nào, đi rồi, rồi, rồi. Này không được đâu, đi thế này người ta tưởng là mình bị viêm hạch. Mở cái chân ra, rộng ra, đi. Cái chân này bao nhiêu lần. Này nhá, vừa quát mắng vừa đánh người ta. Này, các anh thuê em nhá, giả em tiền, tiền quý thật nhá, nhưng mà làm người cũng phải có liêm sỉ nhá. Em về đây. Không về được, khổ quá. Xin, này, xin. Đâu. Khổ quá, bình tĩnh. Đâu. Hả? Không nói nhiều nữa. Cái gì đấy? Nói nhẹ không nghe. Thằng này muốn gặp thanh niên cứng đấy. Bây giờ có hai lựa chọn. Một là ở đây làm cho tử tế, có tiền mang về. Ừ. Hai là không ra được khỏi đây đâu. Ôi trời, đừng dọa thằng này. Này, 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 Teo. Yên lời. Chị anh ơi, mang cái thùng phi xanh vào đây, đổ đầy nước vào. Úi giời. Đây anh ơi. Xem đi. Xem á, cái này có cái gì mà xem. À, cái này mà để mà nuôi cá là tốt đây. Này. À. Này thì ôi giời, này. Cái gì đấy? Này à. Là ôi giời, cái gì đấy? Cái gì đấy? Nói nhẹ, không nghe. Biết chưa? Thế có nghe lời không? Là có. Ngoan không? Em ngoan. Ờ, thế ăn có hết suất không? Em có. Thế bị dúi đầu vào thùng phi xanh này về có mách bố mẹ không? Dạ em có. Này thì có. Em không thì tốt rồi. Nói nhẹ không nghe. Theo. Dạ. Nhìn lên. Dạ. Biết cái gì đấy không? Dạ cái kính ạ. Biết con này là con nào không? Con này là con đeo kính ạ. Đúng. Có sợ con này không? Dạ thì có ạ. Vì sao sợ con đeo kính? Vì con đeo kính dìm đầu vào thùng xanh ạ. Cái gì đấy? À, nó nôn đấy, nó nôn. Nôn đi, nôn thoải mái rồi ta bắt ăn lại. Nhà tôi ạ. Em nuốt vào rồi. Sợ thế. Nghe tiếp đây. Từ giờ trở đi, buồn tè là phải báo, không được tè dầm. Rồi anh em lần này rồi đầu đi tè còn gọi ai nữa. Cái này gọi là cãi đấy. Cãi rồi. Này. Anh ơi, này anh lại này. Ôi ôi này. Ôi ôi này. Cãi cãi này. À, không sợ lườm hả? Không, em không dám lườm đâu, nhưng mà em bắt chiếc thằng cu ở trong clip thôi ạ. Quan ngoãn nghe đi thì vừa có tiền lại vừa không bị ăn đòn. Làm sao mà tôi cứ phải bắt làm gì? Anh ơi, cũng may nhá. Thằng này nó quên mất 28 phát tát liên hoàn ở trong clip ấy. Nó không để em chết. Mà các anh ơi, từ sáng đến giờ em đã được ăn cái gì đâu. Các anh cho em ăn cái gì không đói lắm. Đói hả? Vâng. Thiên Lôi, đi vào sới bắt ô tô cơm đi, xong rồi có cái còn cái gì thừa đây, mang cho nó ăn nhá. Dạ vâng, vâng, vâng. Đi vào luôn nhá. Vâng. Đi. Này. Dạ. Theo ra anh bảo, việc này quan trọng này. Trong buổi chầu ấy, có những lúc các táo hỏi ý kiến Ngọc Hoàng hoặc là hỏi giải quyết vấn đề như thế nào mà chúng tôi không nghĩ ra thì chúng tôi sẽ hô hạt. Hạt là gì ạ? Khi nào chúng tôi nói hạt thì ông phải biết là chúng tôi bí. Hạt bí mà. Lúc đó mình nhìn thẳng vào táo và nói đây là vấn đề nhạy cảm, cần phải xin ý kiến các cấp. Cả chính quyền địa phương cần phải vào cuộc. Đúng rồi. Kết hợp với chủ trương giáo dục, tuyên truyền, cần thiết phải áp dụng những biện pháp mạnh như là răn đe thì mới hiệu quả được. Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu, hiểu. Nhắc lại. Nhắc lại. À em chưa hiểu.
Mày. Tức là em chưa thể thuộc được ngay. Bây giờ em đói, cho em vào ăn xong là em vừa ăn em vừa học. Nhớ nhá, là câu đấy quan trọng lắm đấy. Vâng. Ờ này, anh ơi. Cái gì? Em vào ăn cơm, nhớ cho em chén rượu, cho nó trôi cơm nhá. Ôi dồi, thôi được rồi, đi vào, nhanh lên. Vâng, này, vâng. Leo. Dạ. Ra bà. Ui dồi, thôi đừng leo kinh nữa.